Vâng, trận đấu bắt đầu giữa Mario Bros và Sugar Glin. Phải nói hai mình thằng Mario Bros này phải là Mario Bros chứ không phải là Bros. Thì đi stream kiểu này nhá, mình gặp nhiều khi mình gặp những thằng mà mình đã từng đánh ở trong ladder rất vượt cười. Vâng, xuất hiện của Goblin Hood. Phải nói là Goblin Hood bây giờ cực kỳ là khó chịu, cực kỳ là khó chịu khi mà vừa sau hai lần đúc thì vừa được tăng máu thì vừa được tốc độ đam của Goblin Spear tăng nữa, cực kỳ là khó chịu con tin này. Bên kia là một cái deck dòng ngu và liệu rằng đấy là một cái deck dòng ngu xoay nhanh hay là deck dòng ngu mà có Mega Knight. Nếu mà trận đầu tiên các bạn có Mega Knight rồi, nếu mà trận đầu tiên các bạn mà có xem thì Look Together anh có một cái deck dòng ngu cực kỳ là nhanh, mặc thủ SK 3 mất khi là đơn giản nhưng không biết là tại sao có thể thủ. Bắt được đàn gan rồi, bắt được đàn gan rồi, bắt được đàn gan rồi. Hai Spirit đã nhảy rồi, rất tốt. Phải nói là Ice Spirit và con Ice đâu con và con Fire Spirit hai con cực kỳ là manh động. Nếu mà Sugar Green anh muốn thắng trong trận này anh phải dồn quân cả hai bên thì anh phải thắng luôn, và dồn quân một bên thì thắng được. Thế nếu dùng quân hai bên này rất là khó. Phải dồn quân một bên làm sao mà dồn quân hai bên này được. Đây gà này đã toa rồi, nhảy quá. Rất là thông minh. Đừng để nó nhảy qua con, không đi luôn. Con Hawk thì không qua được rồi. Con Hawk thì phải qua rồi. Con gốc đi. Con Hawk rất tốt, thủ rất tốt. Tuy nhiên họ đã chuẩn bị đã có một con Mega Knight nữa rồi. Sẽ thả ngay bên nào đây? Chắc là phải thả bên trái rồi. Knight đâu? Ra đi, Knight đâu? Ra đi, đặt phía bên phải. Đúng rồi, rất là tốt. Chuẩn bài, mình đặt. Con Hawk. Oh my god. Con Hawk. Đừng để làm biết tin bị đặt. Ui. Thế là thì Mega Knight anh ấy nhảy vào chút. Hawk rớt này, Hawk là phải nhảy bóc này rồi. Chưa có poison, chưa có poison. Vì vậy là Mario bộ Mario Ross anh cần phải nhanh hơn một chút, cần phải nhanh hơn, còn phải có xoay miner, cần phải có xoay miner, xoay miner. Tuy nhiên đã được một, chỉ cần một con này, con Mega này cũng đã chặn được tấn công cực kỳ là lớn rồi. Họ sẽ có con Hawk ngay, họ sẽ có con Hawk ngay, cần phải có một cái thẻ đấy. Con Hawk xử lý lại Hawk. Goblin Hawk đã qua tuần. Ai xử lý nhảy đi. Nhảy đi. Một hit ra. Ôi, đàn đội bàn bét đã vào rồi. Bàn bét đã vào rồi. Thôi xong rồi. Một poison nữa thôi. Rất hay. Xử lý rất là tốt. Cái deck này nó có rẻ là như vậy, tuy nhiên thì cái tank của họ yếu, một mình con Nai thôi, chỉ cần một con Mega Nai này khi mà push một đường thôi thì có thể là cán được tới 3 cấp 3 đến 4 lần Eli thôi. Push rất tốt. Nó chơi xử lý rất là nhanh của Sugiklin, Sugiko Goblin này. Vâng, vẫn là xuất phát và con Goblin. Bất này gì đây, phải bốn rồi. Đã chết được con Ewit rồi. Đã chết con Ewit rồi. Có thêm một cái giáp nữa. Liệu rằng là Mario Cross anh đang có một cái đích bầu, đúng rồi, đây là một cái đích bầu của mình không ngoài đó. Tuy nhiên gặp Canon Cut như thế này, gặp Canon Cut như thế này, Canon Cut phải nói là một thẻ mà counter đích bầu cực kỳ là tốt, cực kỳ là tốt.
tích bầu đã nằm xuống rồi. Tuy nhiên thì mình vẫn chưa hình dung được deck này là deck gì đây. Poppy đang đánh cái deck gì đây? Cao đồng thắt Ewit. Vâng, và dư này thì có để xoay ra một cái bình thứ hai rồi. Rod, bây giờ anh sẽ xử lý như thế nào đây khi mà nếu mà dùng Fireball trong turn này thì sẽ rất là khó đây. Đúng rồi, đặt một cái bow và sẽ dùng lực giữ lại Fireball để cân những turn tiếp theo. Golem. Tuy nhiên thì con Ewit đừng để con Ewit chặn bow. Oh my god, nó nghĩa phải xử lý con Ewit ngay, xử lý con Ewit ngay lập tức. Bây giờ thì một boost cực kỳ là mạnh như thế này thì làm sao có thể giữ được cái này, mình xếp pha cái này. Rất là khó cho Bros rồi, rất là khó cho Bros rồi. Quá nhiều Expo mà gặp Olem mà lại thêm hai cái bình nữa, làm sao thì quá khó. Một chắc là Hà Lan sẽ có điểm 3 rồi. Deck Expo này nhanh là như vậy, tuy nhiên là gặp những tank cực kỳ là mạnh nhưng mà như thế này làm sao có ăn được. Cho thêm hai cái Expo thì cũng không thể ăn được ở trong cái cuộc đấu. Vâng, hai con Golem rồi. Mình nghĩ là sẽ có một con Golem thứ ba rồi. Một con Golem ra mà đâu, xin cho đi thánh lên, xin cho đi thánh lên. Một con Golem ra, con đây đi, con đây đi. Đơn giản. Một chiến thắng bọn mình nói là không xứng đáng tầm, không đúng tầm. Nhớ subscribe để nó miễn phí. Nhớ subscribe để nó miễn phí.